Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái cách để đồng bộ giữ khi mà sử dụng remote IR cho máy lạnh. Thì mình sẽ có một cái mắt thu nối với cả cái ESP8266. Sau đó là mình sẽ gắn toàn bộ cái Smart IR này ở gần cái máy lạnh. Thì khi mà mình sử dụng cái remote để điều khiển máy lạnh thì nó sẽ thu và giải mã tín hiệu, đồng thời là đồng bộ lên cái HCO. Ví dụ bây giờ mình giảm nhiệt độ này, 29 này, 28 này, 27 này, 26 này, 25, và mình tắt đi này. Sau khi kết nối IR receiver thì ta tiến hành mở cái serial monitor lên, hoặc là các bạn có thể mở cái console bằng web lên. Đấy, console bằng web thì các bạn vào trong cái địa chỉ IP của console đó. Thì khi đó thì ta sẽ tiếp tục là ấn cái nút ở trên điều khiển để xem nó nhận được những cái gì. Rồi, vậy là nó đã giải mã được cái tín hiệu điều khiển của máy lạnh Samsung này, Samsung AC. Chúng ta sẽ có được cái mode Samsung AC này, mode off này, mode off. Rồi bây giờ mình thử mode on lên, điều chỉnh nhiệt độ này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có là mode cold, fan speed high, còn nhiệt độ nó ở đâu nhỉ? Đây, nhiệt độ đây, temperature 30. Bây giờ quay lại cái config của HCIO thì chúng ta sẽ có ở đây, như mình đã làm sẵn ở đây thì chúng ta sẽ có là cái most test topic. Most test topic thì chỉ là cái topic result thôi, các bạn điền vào. Và cái temperature state topic. Tiếp theo nữa là chúng ta quan tâm đến cái template. Thì cái template này nó sẽ lấy cái, nó sẽ lọc ra cái mode này. Khi mà chúng ta điều khiển thì nó sẽ nhận được cái JSON như vừa rồi, và chúng ta lọc ra cái IRC và IRHVAC, và sau đó là mode. Rồi mình để lower để nó convert hết on off sang sang dạng chữ chữ thường, chứ không có in hoa, để nó nhận dạng chính xác. Tương tự như vậy là cái template, thì đây ở đây là tên. Còn chi tiết hơn về cái template thì các bạn có thể vào trong cái template HIO template để tìm hiểu. HIO template. Còn đồng bộ, các bạn muốn đồng bộ thêm những cái thông số khác như cái fan speed thì các bạn cũng làm tương tự. Chi tiết thì cũng tìm hiểu ở cái HVAC MQTT là MQTT Climate. Các bạn sẽ dùng các cái state topic, current temperature, hoặc là power command topic. Cái đây là command topic, còn bạn muốn đồng bộ thì các bạn dùng state topic, most state topic, hoặc là các fan temperature state topic này. Tiếp theo nữa là mình sẽ giới thiệu thêm về cái các cái loại máy lạnh, ở đây là Samsung. Như lần trước mình có nói là một vài, nó Tasmota chỉ hỗ trợ một vài cái máy lạnh thông thường,
Còn khi mà các bạn muốn sử dụng thêm các loại máy lạnh khác thì nó sẽ có một cái firmware gọi là Tasmota IA. Thì firmware này sẽ cắt bớt một vài chức năng để nó đủ bộ nhớ chứa toàn bộ các cái điều hòa máy lạnh ở trên thị trường, các cái mã máy lạnh ở trên thị trường. Thì chi tiết các bạn xem trong video như thế này. Đây là cái firmware Tasmota IA, nó hỗ trợ rất là nhiều các cái loại máy lạnh khác nhau như Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Samsung. Hơn nữa là nó còn hỗ trợ cả việc giải mã các tín hiệu của máy lạnh, như là mình đã làm ở đầu video. Thì nó sau khi giải mã xong thì các bạn có thể đồng bộ với cả H2O để hiển thị ra cho nó chính xác. Thì để flash cái firmware này thì các bạn chỉnh sửa lại một số file config của cái Tasmota. Đó là các bạn chỉnh sửa ở file, cái file này là file my user config. Thì các bạn chỉnh sửa ở dưới define nó là firmware IR, hoặc là các bạn có thể sử dụng firmware IR custom. Thì firmware IR custom như người ta nói đây thì các bạn sẽ chỉnh sửa thêm cái IR remote ESP8266 để có thể chỉ sử dụng một vài cái loại IR các bạn mong muốn. Thì sau khi flash xong thì cũng sẽ được cái firmware như mình vừa giới thiệu, hoặc các bạn có thể đơn giản hơn là sử dụng cái firmware họ build sẵn, đó là cái Tasmota IR này. Các bạn download cái firmware Tasmota IR này về rồi flash bằng cái ESP tool, hoặc đơn giản hơn nữa là các bạn vào trong cái IP của ESP8266, sử dụng cái firmware upload thì chọn file, hoặc đơn giản hơn nữa là chỉ cần điền điền cái URL của nó vào đây. URL thì các bạn lấy ở bên này, firmware IR. Copy link address. Đó, đây là cái URL của nó. Các bạn điền vào đây rồi ấn Start Upload. Như vậy là nó có thể flash được cái firmware Tasmota IR một cách rất là đơn giản. Sau khi mà update thành công thì các bạn có thể vào trong Information để kiểm tra. Đây là cái firmware IR đã được flash thành công, cái firmware IR. Trong phần tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái cảm biến cửa. Các bạn nhớ subscribe để có thể xem được cái video mới nhất của mình nhé.